Xin chào mọi người và nhất là các em trai em gái tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Đây là video clip anh sẽ chia sẻ với các em về cái vận hạn, vận trình may mắn hay xui rủi của 6 tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021. Một trong những cái năm mà có thể nói là chuyển ra cái vận khá là tốt đẹp, đặc biệt là cho nữ mạng. Đón chờ hai cái năm mà nhiều hanh thông thuận lợi ở trong năm Nhâm Dần và Quý Mão. Có thể nói là đối với người nữ thì cái năm này giống như là bắt đầu của cái năm đại vận 10 năm, với những cái năm liên tiếp may mắn đối với cái người Quý Hợi nữ mạng. Nam mạng thì có cái sao chủ của năm cũng không mấy gì là xấu, chỉ là dễ có cái chuyện buồn đưa tới ở trong cái gia đạo, đặc biệt là thủy diệu thì nó sẽ là một cái sao rất dễ đưa đến cái chuyện mà có tan chế trong gia đình nếu như công cung hạn có tan ngôn. Tuy nhiên người Quý Hợi năm nay thì trong cung hạn lại không có tan ngôn, cho nên nếu có tan đi nữa thì tan cũng là người xa chứ không phải là cha mẹ, những bậc trưởng thượng ở trong gia đình của mình. Đó là một cái điều tích cực. Để có cái tổng hợp vận hạn 6 tháng cuối năm mà chính xác thì mình phải xét từng cái sao cho nam nữ riêng biệt để mà mình tổng hợp xem là tốt xấu ra sao. Đầu tiên dành cho nam á, thì là năm nay là năm Tân Sửu thì nó có cái sao thủy diệu chiếu mạng, một thủy tinh đem đến cái chuyện không vui trong gia đạo, tan khó trong gia đình, đặc biệt kỵ là tháng 4 và tháng 10 âm lịch của cái sao thủy diệu. Đối với cái người Quý Hợi mệnh đại hải thủy, hạn của năm á là hạn thiên tinh, đem lại rối rắm thị phi hoặc là những cái tranh chấp vẫn chưa có ngã ngũ. Tuy nhiên được cái vận niên là thử quy điền, tức là báo hiệu những cái may mắn bất ngờ, cuối cùng có tài lộc. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đây là năm vẫn là cái hậu quả của năm 2019 để lại cho cái người Quý Hợi tới năm nay vẫn chưa phải là chấm dứt. Tại vì nguyên cái năm 2020 là dịch bệnh rồi này kia, cho nên là để mà tìm lại bầu trời thì người Quý Hợi chưa tìm được. Năm nay là một năm cũng chỉ ở mức trung bình khá thôi, chứ cũng chưa có gì là tốt đẹp hoàn toàn như những năm trước đó của người Quý Hợi. Tuy nhiên nữ mạng thì tốt đẹp hơn với sao Mộc Đức, một cái phúc tinh đem đến nhiều may mắn cho công danh sự nghiệp, làm ăn có tiền. Tuy nhiên là cái phúc tinh này lại mang hành mộc, người mệnh thủy tưới cho nó, cho nên là nó chỉ phát huy tác dụng sau cái tháng xung, tức là sau cái tháng tư âm lịch này thì nó mới đầu mới tốt đẹp từ từ lên, chứ còn trước cái tháng tư thì nó lại không có chi phí để tác dụng, đúng không? Nó kéo cái bổn mạng. Vận niên là của năm vẫn là vận niên thử quy điền, một trong những cái vận niên tốt đẹp, không có vấn đề gì ở trong công việc nhiều thứ. Tuy nhiên là hạn thì hạn tam kheo, hạn tam kheo là một trong những cái hạn gọi là nhỏ nhất trong cái bộ hạn hàng năm, chủ về xây xác tay chân hoặc là một chút thị phi nhưng không quá lớn. Chẳng qua là người Quý Hợi là hay suy nghĩ đắn đo, nên mà lỡ nghe ai nói cái gì là buồn tới mấy tháng, trong khi cái người nói người ta không có nghĩ gì quá sâu xa, người ta chỉ trách cứ một chút xíu, người ta nói cho qua rồi xong. Nhưng mà người Quý Hợi thì ghim ở trong lòng, người mệnh thủy mà mềm yếu nhẹ nhàng, đại hải thủy và đại hải thủy đêm nữa, biển thì sâu khó lường, tối tâm lắm ha. Rồi như vậy đó là cái sơ khởi về cái sao hạn vận niên của hai người nam và nữ tuổi Quý Hợi. Bây giờ mình xét xem trong cái những tháng còn lại, tháng nào tốt và tháng nào xấu, và xấu cái gì, tốt cái gì, để các em có cái mường tượng mà ứng dụng nó trong cái cuộc sống để mà mang lại cái thành công đích thực. Đầu tiên hết á, trong cái vận trình 6 tháng cuối năm á, là tháng Bính Thân, tức là tháng 7 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng 7, tháng Bính Thân á, là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mạng là thủy khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe không được tốt, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe.
những cái bệnh nặng có thể là nhẹ ha. Thiên can quý bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ và tử vi. Ok. Địa chi thân hợi dần thân tỵ hợi nằm trong bộ tứ hành xung. Thân hợi là lục hải. Cho nên là gia đạo tình cảm sẽ có cái chuyện buồn phiền âu lo. Tháng này nên cẩn thận gia đạo tình cảm một tí xíu. Đối với người nam mạng khi có cái sao thủy diệu vốn dĩ đem đến nhiều cái buồn phiền trong gia đạo tình cảm. Rồi, tháng tiếp theo là tháng Đinh Dậu. Tháng Đinh Dậu tức là tháng trung thu của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng Đinh Dậu tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mạng thì thủy của bổn mạng khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng gặp điều không tốt, cẩn thận những cái tai nạn bệnh này nhé. Nhớ cẩn thận nha. Rồi, thiên can thì hơi xấu khi chữ quý của Quý Hợi khắc chữ đinh của Đinh Dậu. Thiên can khắc tháng, công việc xảy ra nhiều điều không tốt đẹp, cẩn thận thay tai tiếng thị phi đối với người nam Quý Hợi. Cẩn thận những cái mối quan hệ ngoài luồng sẽ tạo cho những cái rắc rối cho bản thân mình ha. Địa chi Dậu Hợi tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nha. Như vậy tháng này tháng 8 phải cẩn thận về bổn mạng nè, và cả một chút ở công việc lẫn những cái mối quan hệ trong công việc ha. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Mậu Tuất, mà tháng Mậu Tuất là một tháng mộc. Như vậy bổn mạng bị sinh xuất, thủy sinh mộc, bản mệnh bị sinh xuất, bổn mạng sức khỏe suy yếu, các phúc tinh tài tinh vì thế cũng suy yếu, đặc biệt là phúc tinh hành mộc mộc đức của người nữ sẽ suy yếu đi, coi chừng tháng này không tốt đẹp lắm ở công việc. Tuy nhiên sẽ được cái trợ giúp của cái chuyện thiên can là chữ mậu của Mậu Tuất với chữ quý của Quý Hợi là thuộc cái bộ ngũ hợp của thiên can. Mà trụ thiên can thì thường thì nói về công việc, quan lộc và tiền tài, cho nên là trụ này mà được thiên can ngũ hợp thì chắc chắn bạn sẽ tốt đẹp ở trong công việc, tiền tài và danh vọng. Đây là tháng khá là tốt đối với người Quý Hợi ở trong cái vận trình 6 tháng cuối năm. Tiếp tục là địa chi Tuất với Hợi là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy gia đạo tình cảm của người Quý Hợi ở trong cái tháng 9 cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ có cái bổn mạng bị sinh xuất một tí xíu thôi ha. Rồi tiếp tục là tháng 10. Tháng 10 là tháng mà cái sao thủy diệu nó hoành hành lớn, lại là tháng tuổi, cho nên là người Quý Hợi nam mạng cần cẩn trọng ở tháng này với những cái vấn đề về tình cảm và gia đạo. Tháng Kỷ Hợi tiếp tục là một tháng mộc, cho nên bổn mạng tiếp tục bị sinh xuất. Khi mà thủy sinh mộc, bổn mạng sinh xuất, bổn mạng có sức khỏe suy yếu và phúc tinh tài tinh cũng sẽ suy yếu theo. Trong cái tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn của người Quý Hợi nam mạng, sao chủ của năm là sao thủy diệu xấu, nhưng mà có nhiều cái phúc tinh tài tinh sẽ phần nào lấn át bớt cái sự xui lũi của sao thủy diệu. Tuy nhiên tháng 10 là cái tháng bị sinh xuất, thì sao các cái sao hạn phúc tinh và tài tinh nó yếu đi rồi, lại là cái tháng mà cái sao thủy diệu nó bùng mạnh nữa, thì cẩn trọng nhiều điều ở trong tháng này về tình cảm và gia đạo. Thiên can thì không tốt đẹp hoàn toàn khi sao chữ kỷ của Kỷ Hợi sẽ khắc chữ quý. Tháng khắc thiên can rất là xấu, công việc cẩn trọng lâm vào bế tắc, đáo tụng đình vướng pháp luật đối với nam, còn nữ thì nhẹ hơn, có thể là cũng có cái mấy chuyện đó nhưng mà nó sẽ nhẹ, ở cấp độ nhẹ hơn ha. Địa chi thì Hợi, gặp Hợi là năm sinh tháng tuổi, cẩn trọng các mối quan hệ xã hội, dễ gặp người lợi dụng đó, đặc biệt cho nam ha. Như vậy rõ ràng là tháng 10 khi mà cái sao thủy diệu nó hoành hành rồi, cộng với bản mệnh bị sinh xuất, thiên can thì bị tương khắc, địa chi là tháng tuổi người Quý Hợi là vân, nam mạng là vân, để tháng này nữ mạng cũng không có tránh khỏi, dù rằng có mộc đức chiếu mạng có phần nào cứu lại thôi, chứ còn
không phải là không hề bị gì hết trong tháng này nha, nhớ cẩn thận giùm anh. Tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Canh Tý, mà tháng Canh Tý thì là một tháng thổ, như vậy tháng này xét về bổn mạng là xấu nhất. À, hai tháng cuối năm là xấu nhất, vì sao hai tháng cuối năm là hai tháng thổ? Thì vì thổ khắc thủy, năm thổ tháng thổ khắc bản mệnh thủy, cho nên là tháng khắc bản mệnh bổn mệnh sức khỏe cần cẩn trọng đề phòng tai nạn phạm thân, nguy nan bổn mạng. Thiên can chữ Canh quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, tuy nhiên Canh thì thuộc kim, quý thì thuộc thủy, đây là thiên can nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh, cho nên tháng này vậy chứ mà có tiền nhưng không lớn, đặc biệt là nữ. Địa chi Tý Hợi tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, như vậy là tháng này tốt đẹp về gia đạo tình cảm, không quá nặng nề ha. Tiếp tục tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Tân Sửu luôn, tháng 12, tháng Chạp. Tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu, mà Tân Sửu thì là thuộc thổ, như vậy xét về mệnh là thổ của tháng khắc thủy của bản mệnh, bổn mạng và sức khỏe cần cẩn trọng đề phòng những cái tai nạn phạm thân, đặc biệt là nguy nan tới bổn mạng chứ chẳng chơi. Thiên can cũng khá giống với tháng 11, khi Tân của Tân Sửu và chữ quý không chung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tân Canh thì thuộc kim, quý thì thuộc thủy, như vậy là tương sinh về nạp âm ngũ hành của thiên can, tháng này có thể là có tài lộc nhưng không lớn, đừng mong cầu. Nam cũng có tài lộc nha, sao thủy diệu không ảnh hưởng đến công việc, nó chỉ ảnh hưởng đến gia đạo tình cảm mà thôi. Địa chi Hợi Sửu tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, như vậy thì khá là êm ả. Qua cái sự tổng hợp của 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021 thì đa phần địa chi của các cái tháng này đều là không xung không hợp, tự chủ bình hòa đối với cái người tuổi quý Hợi. Chỉ có cái tháng này, tháng 10 nè và tháng 8 và tháng 10 là hai tháng có cái bộ lục hại và tháng tuổi thôi, thì hai tháng này có thể là có chút rầy rà rối rắm ở trong công việc mọi thứ. Tuy nhiên bổn mạng của 6 tháng thì sao, hai tháng đầu là bị khắc tháng, bổn mạng khắc tháng, hai tháng giữa thì là bổn mạng sinh xuất, và hai tháng cuối là bị tháng khắc bổn mạng, thì đây là những cái tháng cũng không tốt đẹp lắm về bổn mạng và sức khỏe, dựa trên cái bổn mạng của tháng, cho nên là cũng nên cẩn thận nhiều điều. Gặp đây là cái năm mà dịch bệnh đang rình rập ở ngoài kia và có nhiều cái sự khó khăn ở trong cái dịch bệnh, thì người quý Hợi ở trong 6 tháng cuối năm nên cẩn trọng cái bổn mạng và sức khỏe của mình một chút xíu. Nếu như mà mắc bệnh thì khó khỏi đó, mình sẽ khó khỏi đó, chứ không phải đơn giản đâu nha. Điển hình là từ đầu năm tới giờ quý Hợi thì mệnh thủy năm nay là năm thổ, mà em nhớ là hai cái người mà mới mất đều 37 tuổi, theo cái tuổi của nhà nước công bố là 37 tuổi, tức là 38 tuổi tuổi ta, là đều nằm quý Hợi ha. Hình như là ngày hôm qua là cái người con gái của một cái cô ở chỗ đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh, con gái của cô bán bánh canh ở Thanh, mình cũng có từng ghé đó ăn một lần. Cho nên là cẩn trọng nhé những cô nàng với anh chàng quý Hợi. Như vậy thì anh đã tổng hợp và chia sẻ đến các em cái thông tin về tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021. Bên cạnh những khó khăn về bổn mạng cũng còn đó sự tích cực ở trong cái tình cảm gia đạo. Hy vọng rằng là các em ứng dụng được cái thông tin anh chia sẻ để mà có một cái năm Tân Sửu thật sự là một cái bản lề thành công để bước qua đón chào hai cái năm tốt đẹp là Nhâm Dần và Quý Mão. Các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.